Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lào Cai sẽ triển khai 19 dự án sắp xếp dân cư để di dời gần 700 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa dự án nào được triển khai, mặc dù nhiều dự án đã bố trí nguồn vốn, dự án treo, trong khi hàng trăm gia đình vẫn sống cùng những nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão đến. Dự án bố trí dân cư thôn Vả Thàng, xã Tùng Trung Phố, huyện Mường Khương được tỉnh phê duyệt và đưa vào kế hoạch triển khai sắp xếp dân cư từ năm 2016. Trên diện tích gần 3 hecta sẽ bố trí trên 50 hộ dân di chuyển từ nơi có nguy cơ sạt lở về. Tổng kinh phí đầu tư 22 tỷ đồng. Nhưng giờ vẫn là khu đất hoang. Về cái chỗ ở của người dân thì cũng người dân cũng đang ý kiến đề nghị rất là nhiều rồi, nhưng mà đến giờ phút này thì cũng chưa có báo cáo là ở chỗ nào ổn định cho người dân. Nhiều những đoàn của tỉnh rồi là Bộ Nông nghiệp cũng lên khảo sát, và hiện tại bây giờ thì cũng là Sở Nông nghiệp cũng đã lên khảo sát thiết kế về cái mặt bằng. Tuy nhiên là cho đến thời điểm hiện tại thì cái dự án đấy vẫn để trống, bây giờ vẫn chưa triển khai thực hiện. Còn đây là dự án sắp xếp dân cư với quy mô 70 hộ dân di rời ra khỏi vùng thiên tai tại thôn Láo Vàng, xã Phìn Ngan, huyện Bát Sát. Nguồn vốn đã được bố trí, nhưng dự án vẫn nằm im. Người dân thì mòn mỏi chờ nơi ở mới. Với nhiều hộ có đất sản xuất nằm trong dự án, giờ cũng không thể canh tác. Chuyển đổi hoặc là về canh tác sử dụng thì cũng không để chuyển đổi được. Vì đã nằm trong quy hoạch rồi thì cũng không cho xây dựng các công trình này. Và cũng không cho người dân để làm thay đổi cái hiện trạng đất. Cho nên khó khăn cho người dân nằm ở trong đất bị quy hoạch là cũng là một cái vấn đề khó khăn. Hiện nay là người dân cũng có nhiều ý kiến. Về mặt cái quỹ đất thì bố trí quỹ đất ở các huyện để sắp xếp các dự án tập trung thì nó cũng rất còn có cái hạn chế, nó có cái khó khăn. Cái vấn đề thứ hai là liên quan đến nguồn vốn đầu tư. Công tác nguồn vốn đầu tư thì rất là hạn chế. Tỉnh thì mới chỉ bố trí sắp xếp được các cái dự án theo các cái chương trình dự án mà chủ yếu tập trung vào và vấn đề xen ghép, mà bố trí xen ghép và bố trí tại chỗ để di chuyển bà con nhân dân ở trong các cái vùng thiên tai. Do cái công tác giải phóng mặt bằng thì cái diện tích quỹ đất chúng ta thu hồi rất lớn, thế nên là cái vấn đề phải tuyên truyền bà con nhân dân để triển khai thực hiện dự án nó cũng có những cái vướng mắc. Trung bình một suất đầu tư theo dự án sắp xếp dân cư từ 500 đến 600 triệu đồng một hộ. Trong khi nguồn lực còn hạn chế, các địa phương chủ động linh hoạt áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ người dân trong vùng thiên tai để tìm quỹ đất ở xen ghép nhằm đảm bảo an toàn. Vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập tới trong chương trình thời sự sau.